Nông sản Việt Nam hiện có mặt trên 180 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có những thị trường lớn như Mỹ, Nhật Bản và EU. Xuất khẩu nông sản Việt Nam đứng thứ 2 Đông Nam Á và thứ 15 thế giới. Có được kết quả tăng trưởng, ngành nông nghiệp trong thời gian qua không thể không nhắc đến đóng góp rất quan trọng của khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Đặc biệt, các đầu tư nghiên cứu của nhà nước thông qua Bộ Khoa học và Công nghệ cho VAAS có đóng góp rất đáng kể trong hơn 10 năm qua. Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ. Theo đó, hai bộ thống nhất trong giai đoạn 2016-2020 sẽ ưu tiên thực hiện hiệu quả chương trình công nghệ sinh học trong nông nghiệp, thủy sản, chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chương trình phát triển sản phẩm quốc gia, chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới và chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020, tập trung vào các sản phẩm chủ lực của ngành nông nghiệp, sản phẩm lợi thế của địa phương. Bên cạnh đó, được sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, triển lãm thiết bị và công nghệ nông lâm ngư nghiệp GrowTech Việt Nam được tổ chức hàng năm bởi Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ nhằm thúc đẩy thị trường, kết nối, chuyển giao công nghệ máy móc, thiết bị nông lâm ngư nghiệp. Mục tiêu của chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ ban hành nhằm thúc đẩy phát triển và ứng dụng có hiệu quả công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp, góp phần xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh cao, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực, thực phẩm quốc gia cả trước mắt và lâu dài. Những năm gần đây, diện tích trồng khoai tây mới chỉ dao động trong khoảng 30.000 đến 35.000 ha, với năng suất bình quân từ 10 đến 11 tấn một ha so với ước tính ít nhất có khoảng 200.000 ha đất có thể trồng được. Một trong những nguyên nhân chủ yếu do thiếu nguồn củ giống tốt, củ giống trồng phổ biến là loại củ giống chất lượng thấp với tỷ lệ nhiễm bệnh virus cao, già sinh lý và độ thuần chủng thấp. Việc nhập các giống đạt tiêu chuẩn chất lượng lại có giá thành rất cao. Để khắc phục tình trạng trên, Học viện Nông nghiệp đã thực hiện nhân giống khoai tây bằng công nghệ khí canh kết nối công nghệ 4.0 cho hiệu quả và năng suất vượt trội. Đây là hệ thống nhà khí canh trồng khoai tây có diện tích 2.000 m2 của Viện Sinh học Nông nghiệp, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Nơi đây trải dài một màu xanh bát ngát hút tầm mắt nhưng lại vắng bóng người, khác hẳn so với những cánh đồng khoai tây được trồng theo phương pháp truyền thống. Sản xuất cây khoai tây thì dâm bầu, cắt ngọn, bằng chúng ta cắt ngọn sau đó chúng ta trồng trên giá thể. Thì cái công nghệ này chúng ta cũng ứng dụng cái công nghệ cắt ngọn, nhưng chúng ta trồng cái công nghệ khí canh này thì hoàn toàn được cây được cung cấp dinh dưỡng tối đa, được điều khiển cái yếu tố các yếu tố khí hậu phù hợp với cái cây trồng, nên là nó có sức sinh trưởng mạnh, cái hệ số nhân nó rất cao so với công nghệ ngày xưa. Giống khoai tây ở đây là sản phẩm của đề tài nghiên cứu hoàn thiện và phát triển công nghệ sản xuất của giống khoai tây chế biến, bắt nguồn từ công nghệ nuôi cấy mô kết hợp với công nghệ khí canh. Công nghệ này cho phép trồng cây không cần đất vì dinh dưỡng được cung cấp bằng cách phun trực tiếp vào rễ cây, môi trường hoàn toàn sạch bệnh, không cần phun thuốc trừ sâu bệnh, chu trình khép kín từ trồng đến thu hoạch. Bên cạnh đó, nhiều khâu chăm sóc từ khi sinh trưởng đến phát triển mà con người phải làm thủ công đều được tự động hóa hoàn toàn. Với việc sử dụng màng nano cùng bộ điều hành cảm biến tự động điều tiết nhiệt độ, độ ẩm và sử dụng năng lượng mặt trời để sản xuất, giờ đây, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, các cán bộ tại Viện Sinh học Nông nghiệp có thể nắm bắt được tình trạng cây trồng, độ dinh dưỡng, thậm chí là điều khiển môi trường. Với khả năng góp phần giải quyết nhu cầu bức xúc về giống khoai tây tại địa phương, công nghệ sản xuất khoai tây giống sạch bệnh này đã thu hút sự quan tâm, đón đợi của nhiều đơn vị nghiên cứu, sản xuất trong và ngoài nước như các Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn, Thái Bình, Hà Tĩnh và Bộ Khoa học và Công nghệ Indonesia. Hiện các đơn vị này đã được viện chuyển giao công nghệ thành công. Chúng ta đã đưa cái công nghệ nó từ rất hiện đại và từ các cơ quan trung ương, các cơ quan nghiên cứu về trường đại học đã đưa được xuống các tỉnh. Và các tỉnh này cũng đã áp dụng được, tất cả các cán bộ cũng thể áp dụng được nhuần nhuyễn cái công nghệ này. Có nghĩa là gì? Công nghệ này nó hiện đại nhưng thích ứng được rất dễ dàng với các địa phương, các vùng miền trồng khoai tây trọng điểm của cả nước. Thì đó là một trong những cái rất phản hồi rất là tốt. Hiện nay, mỗi năm Việt Nam phải nhập khẩu hàng nghìn tấn giống khoai tây từ các nước như Hà Lan, Đức, Australia. Chưa kể, có tới 70% lượng giống đang sử dụng được nhập nội, chủ yếu theo con đường không chính thức, chất lượng không bảo đảm. Trong khi đó, hệ thống sản xuất trong nước theo hướng của dự án nói trên có thể cho ra đời khoảng 2 triệu củ giống gốc mỗi năm, 150 tấn giống nguyên chủng và 1.000 đến 1.200 tấn giống xác nhận có chất lượng tương đương nhập nội.
nhóm nghiên cứu kỳ vọng sẽ nhân rộng kết quả thực hiện dự án vào nhiều vùng sản xuất khoai tây trong cả nước thông qua dự án này. Hiện nay, nền nông nghiệp Việt Nam đang tiếp tục phát triển khá toàn diện và đang chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa lớn với năng suất và chất lượng ngày càng cao, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia và từng bước bảo đảm an ninh dinh dưỡng, góp phần quan trọng giảm nghèo bền vững. Một trong những giải pháp về ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ nông nghiệp sau năm 2020 là phát triển thị trường khoa học và công nghệ. Việc phát triển thị trường khoa học và công nghệ hiện đã được thể chế hóa với các khung khổ pháp lý như luật khoa học và công nghệ, luật sở hữu trí tuệ, luật chuyển giao công nghệ, có hệ thống cơ quan quản lý và các quy định khá cụ thể. Để tham gia được vào thị trường thì sản phẩm khoa học và công nghệ cần có chất lượng và hàm lượng chất xám cao, đáp ứng được yêu cầu của sản xuất kinh doanh, có khả năng áp dụng vào sản xuất quy mô lớn, mang lại lợi nhuận cho sản xuất, kinh doanh. Các thủ tục của thị trường khoa học và công nghệ cũng cần được cải cách, tạo điều kiện cho các bên tiếp cận thuận tiện, nhanh chóng, đồng thời cần có chính sách hỗ trợ để nâng đỡ và tiếp tục phát triển, hoàn thiện những sản phẩm nghiên cứu, trở thành hàng hóa chuyển giao đối với các tiến bộ kỹ thuật có nhu cầu lớn, có khả năng tạo hiệu quả cao. Việt Nam GrowTech 2020 là sự kiện quan trọng trong năm của ngành khoa học và công nghệ, nhằm thúc đẩy thị trường, kết nối, chuyển giao công nghệ giữa các quốc gia. Thông qua đó, giúp các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm, lựa chọn công nghệ phù hợp để nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh. Đặc biệt, triển lãm năm nay không chỉ là nơi để các doanh nghiệp giới thiệu công nghệ tiên tiến của mình, mà còn giúp các hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao điển hình trong cả nước, các hộ nông dân sản xuất giỏi tới giới thiệu sản phẩm và tiếp cận hỗ trợ tài chính từ chính phủ và các quỹ quốc tế. GrowTech Việt Nam 2020 hướng đến hai mục tiêu chính: trình diễn giới thiệu các công nghệ thiết bị mới nhất, tiên tiến nhất áp dụng trong nông nghiệp cho các đối tượng là các hộ nông dân, cơ sở trồng trọt chăn nuôi không có điều kiện tham quan, tìm hiểu các công nghệ mới trên thế giới nhằm phục vụ cho sản xuất, lao động hàng ngày. Triển lãm năm nay có quy mô 300 đến 500 gian hàng trưng bày hơn 5.000 sản phẩm thiết bị công nghệ đến từ hơn 20 quốc gia: Hà Lan, Pháp, Ý, Chile, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và Việt Nam. Triển lãm đồng thời cũng là dịp để kết nối chuyển giao công nghệ, tìm kiếm các đối tác là đại lý thương mại cho các sản phẩm máy móc, thiết bị nông nghiệp giữa các doanh nghiệp nước ngoài và trong nước tham dự triển lãm. Thêm vào đó, cuộc thi khởi nghiệp nông nghiệp do Học viện Nông nghiệp Việt Nam được tổ chức dưới sự bảo trợ, đồng hành của chương trình khởi nghiệp quốc gia, Ban quản lý dự án hỗ trợ kỹ thuật, Trung tâm đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam VCIC, Bộ Khoa học và Công nghệ đã thắp sáng, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, tạo môi trường cho các bạn trẻ giao lưu, chia sẻ các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho quá trình lập nghiệp tương lai.